nay mình đang đi đám tiếp buổi chiều đây. Và bây giờ thì mình sẽ quay cho mọi người xem cái công việc của mình. Thứ ngày chủ nhật sẽ làm cái gì nhá. Đây là trong đám này. Đấy, mọi người thấy cô lưu rẻ cho mình khách cửa này. Trong miền Nam này thì đa số là toàn là công nhân, nên là người ta là đi làm là người ta sẽ thuê nhà hàng quay lại luôn. Bạn Phúc mặt nồi. Phúc hôm nay rất là hào phóng. Anh này Phúc đẹp trai, Phúc đẹp trai. Hôm nay rất hào phóng luôn, lần đầu tiên trong cuộc đời. Cái gì ngon? Đồi con đấy ngon đấy. Nói chung đây là MC. Nhìn mặt rất dân mất luôn. Có gì mà được làm. Đây là nhà hàng. Bây giờ đang chuẩn bị để bỏ cái đàn ra xong là đánh mọi người xem nhá. Hôm nay là âm thanh của Huy Đức, âm thanh của Nguyễn Huy, hay cực kỳ, chơi hay chơi chạy. Xong rồi đang đợi đàn lên. Họa gì? Họa bông bông à? Họa bóng nàng. Test thử này. Thanh đang bị điện yếu. Đừng như nay nữa là mặt ngày xưa. Mây lưng qua mất đi. Đây là toàn cảnh bàn, mấy mười mấy bàn. Em quên để ta ước thề một chiều thu còn đó 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 đó. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thì mời đi, sao xong làm lễ luôn mà. Mời đi. Tôi kính thưa tất cả quý vị khán giả, chỉ có phút nữa thì buổi lễ thành hôn của chị Lê Minh Thành sẽ diễn cùng cô dâu thị diễm được tổ chức tại trung tâm nhà hàng tiệc cưới Thiên Thảo của chúng tôi sẽ được bắt đầu. Nhưng bây đây xin được phép trân trọng kính mời toàn thể quý vị khán giả mà đi sau đến trẻ văn cầu phía bên ngoài. Thì giờ đây chúng ta cùng tiến thẳng vào phía bên trong hôn trường để tìm cho mình một tấm ngồi ưng ý. Để chúng ta cùng lên chúc mừng cho ngày vui, ngày hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Và cùng đi tiện cho nhân viên của chúng tôi để phục vụ cho tất cả quý vị được tận tình và chú đáo hơn. Một lần nữa xin được phép trân trọng kính mời. Chào luôn à, làm luôn à? Làm luôn à. Ok, chúng ta sẽ làm lễ nha các bạn ơi. Các bạn theo dõi chương trình làm lễ của MC Minh Phúc nha. Ok. Let's go. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, và ngay bây giờ không để thời gian quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu nữa. Giây phút thiêng liêng nhất của buổi lễ ngày hôm nay, buổi lễ thành hôn của chú rể Minh Thành sẵn duyên cùng cô dâu thị diễm xin được phép bắt đầu. Tôi chào mừng tất cả quý khách đã có mặt tại trung tâm nhà hàng tiệc cưới Thiên Thảo của chúng tôi buổi chiều ngày hôm nay để cùng tham dự buổi lễ thành hôn của chú rể Minh Thành sẵn duyên cùng cô dâu thị diễm. Và lời nói đầu tiên cho phép Minh Phúc xin được phép thay mặt cho cô dâu chú rể, chủ hôn hay họ cùng tất cả những người thực hiện chương trình trung tâm nhà hàng tiệc cưới Thiên Thảo xin được gửi đến tất cả quý khách lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương cho chồng và đồng nghiệp nhất. Vâng, kính thưa quý vị, ở trên đã có câu yêu nhau thì ta tứ núi cũng trèo, lũ lụt sông cũng lội, thác bắt đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng quản gần xa, cầu không tay mình cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lòng than, đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều. Thưa quý vị, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất của mọi con người chúng ta đúng không ạ? Và nó cũng chính là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Thì sau một thời gian tìm hiểu về điều lòng yêu thương nhau thì cho đến ngày hôm nay, chú rể Minh Thành và cô dâu Thị Diễm cũng đã chính thức tìm được bến bờ hạnh phúc của mình. Và hôn lễ ngày hôm nay cũng chính là minh chứng cho tình yêu ấy. Cái câu muôn hoa đua nở một giờ không bằng một phút đợi chờ hôm nay. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa thưa quý vị? Ngay bây giờ đây chúng ta cùng hướng mắt về phía cổng hoa hạnh phúc, cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón lên sân khấu đội Tân Lan và Tân Di Dân đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Gia đình em về đã hết rồi áo tím áo xanh. Bây giờ Diệm đã lấy Thành làm chồng. Vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay của
tất cả quý vị để cùng đưa đôi quê hương của chúng ta lên đến đại hoa hạnh phúc. Và trong hôm lễ ngày hôm nay sẽ càng thực sự thiêng liêng và ý nghĩa hơn khi có sự góp mặt của các đấng chiến thắng cũng chính là chủ hôm nay bên gia đình. Xin được phép trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện họ nhà trai. Xin mời bà Nguyễn Kim Danh, là mẹ của chú đại Minh Thành, vinh dự là chủ hôm nay nhà trai cùng đứng lên sân khấu. Và sau cuối cùng chủ hôm nay nhà trai xin được phép trân trọng kính mời ông Trần Văn Khoa và bà Lương Thị Đậm là phụ mẫu của cô dâu Thị Diệm, vinh dự là chủ hôm nay nhà gái. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón lên sân khấu chủ hôm nay bên gia đình ạ. Vâng, kính thưa quý vị, bên trên sân khấu của chúng ta lúc này đây đó chính là chủ hôn hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể đẹp nhất trong ngày hôm nay. Thì nhà gái đã hân hoan mừng rễ quý, nhà trai đã hân hận đón dâu hiền, hai bên cha mẹ xung bày anh đi làm rể em về làm dâu. Những nghi thức của buổi lễ thành hôn, chú rể Minh Thành sẽ duyên cùng cô dâu Thị Diễm tại sân khấu của chúng tôi buổi tối ngày hôm nay. Xin được chính thức bắt đầu mặt của đại diện anh Phan Thanh Liêm và anh Trần Văn Trọng là chủ tịch và phó chủ tịch của công ty bảo vệ Nhật Anh cũng đến để tham gia chúc mừng cho hôn lễ của chú rể Minh Thành và cô dâu Thị Diễm. Xin thay mặt cho cô dâu chú rể xin chân thành cảm ơn hai anh rất là nhiều. Và để tiếp nối ý thức cho sự hôn ngày hôm nay, xin mời cô dâu chú rể chúng ta cùng đến với tháp ly tình yêu để chúng ta cùng nhau cất rượu. Từ nay ta đã có đôi như chim liền cánh, như cây liền cành, dây trồng có lấy thanh cầu, chúc cho hai anh chị sẽ bên nhau trọn đời. Thị Diễm, chú rể Minh Thành sẽ trao cho cô dâu một nụ hôn thật là nồng cháy, quý vị đồng ý không ạ? Nếu đồng ý thì cùng chào tay đi không ạ? Vâng, và sau đây xin mời cô dâu và chú rể cùng quay mặt vào nhau. Xin mời cô dâu chúng ta hãy cùng để bàn tay nhỏ bé của mình lên bờ vai vững chắc của chú rể. Vâng, và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đếm quý vị nhé. Đếm từ 1 đến 3 thì chú rể sẽ bắt đầu hôn cô dâu. Và chúng ta sẽ vỗ tay thật to quý vị nhé. 1 2 3 Học có nhau bây giờ có đếm là học có tính. Đếm lại quý vị nhé. 1 2 3 Một tràng vỗ tay thật to, hôn tới khi nào hết pháo hay không quý vị nhé. Kính thưa quý vị, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị ngày hôm nay đã cùng đến tham dự hôn lễ của chú rể Minh Thành sánh duyên cùng cô dâu Thị Diễm. Xin được phép thay mặt cho những người thực hiện chương trình, trung tâm nhà hàng tiệc cưới Nguyễn Thảo tổ chức sự kiện Nguyễn Huy, xin được kính chúc cho tất cả quý vị chúng ta sẽ có một bữa tiệc thật vui tươi, ngon miệng và một ngày cuối tuần thật tuyệt vời. Vâng, kính thưa quý vị, và bên cạnh những món ăn, những món đặc sản mà gia đình đã phối hợp cùng trung tâm nhà hàng tiệc cưới Nguyễn Thảo của chúng tôi phục vụ cho quý vị phía bên trên bàn tiệc, thì bên cạnh đó còn một món ăn tinh thần không thể thiếu, đó chính là âm nhạc. Và âm nhạc mang chúng ta xích lại gần nhau hơn, đúng không ạ? Ngay bên đây thì cũng xin được phép trân trọng kính mời tất cả anh chị nào chúng ta có nhà ý tham gia du lịch văn nghệ cũng như là có những ca khúc, những bài hát để hát mừng hạnh phúc cho đôi gương Minh Thành và Thị Diễm, thì xin mời quý vị chúng ta đừng ngần ngại, hãy cùng tiến thẳng về phía sân khấu để đăng ký với lại chương trình chúng tôi để chúng tôi sắp xếp phục vụ cho tất cả quý vị được chu đáo nhất. Một lần nữa xin được phép trân trọng kính mời. Và ngay bên đây không để còn thời quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa, chương trình Zalo văn nghệ xin được phép. Chương trình
karaoke bắt đầu. Chương trình karaoke bắt đầu. Vâng, cảm ơn các chào phát thanh quý vị rất nhiều. Này đẹp dài thế. Tiếp tục karaoke. À, vâng, và nói tiên thì một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Ở đây em thách anh chị nào cầm cái sáo thổi được, không cần phải theo dây điệu, quan trọng là cái thổi ra được tiếng sáo mới là một vấn đề nữa thưa quý vị, cả một vấn đề. Em cầm cái sáo em thổi từ sáng tới chiều chóng mặt rồi chết luôn mà không thổi ra được tiếng thưa quý vị. Em đợi mãi đàn nữa chứ mà nó chạy nha chào mãi tình yêu. Chương trình của chúng tôi đã kết thúc. Đấy, à, từ nãy giờ thì mọi người cũng thấy là toàn thấy xem karaoke thôi chứ mình chả đánh được bài nào cho ra hồn nữa. Nên là mua đàn khoảng độ 30 triệu để lòe thiên hạ thôi. Đúng không, Trọng Phúc? Ừ, đúng, rất là chính xác. Mua đàn chỉ để dành khè thiên hạ. Và mua đàn chỉ để dành để đó mà bấm laptop. Xin chào mọi người nha. Và
nếu mọi người thấy video này hay, hãy để lại một like, một lượt chia sẻ hoặc một lượt bình bấm luận kênh để ủng hộ cho mình nhé. Thì mình cũng lâu lâu mình mới làm được một cái video nó ra hồn như này. Mọi người đây là bạn Phúc mặt nồi. Mọi người nhớ bấm subscribe và bấm like hai cái nha. Mất dạy.